Every black boy needs a little love. If you put it down, I'ma pick it up, up, up. Can't you see it's just me. Đây là phụ kiện kèm theo ha. Sẽ bao gồm là một cuốn phiếu bảo hành cũng như là xác nhận sử dụng ha. Kèm theo đó là chúng ta sẽ có một cặp micro, dây nguồn cũng như là pin. Ok, và trước mặt các bạn là một sản phẩm của Arknot CS3600 cũng như là những phụ kiện đi kèm. Về kích thước cũng như là cấu hình bên ngoài thì nó khá là to, và về cái kiểu dáng thì cũng tương tự với những sản phẩm khác của Arknot, với vỏ ngoài được làm bằng gỗ cũng như là được bọc lớp da simili màu đen, nhìn rất là chắc chắn nha các bạn. Và phía trước được làm một cái lớp dây căng bằng vải màu xám, rất là tương tự với những dòng sản phẩm khác của Arknot. Về kích thước của loa thì mẫu loa này khá là to, với chiều rộng là 49 cm, chiều sâu sẽ là 25 cm và chiều cao nó sẽ là 33 cm nha các bạn. Và tổng trọng lượng của loa nếu mà đi kèm thùng á thì sẽ là 16.5 kg, còn riêng về của loa này không á thì nó sẽ là 14.5 kg nha các bạn. Và để nói về thiết kế loa thì mẫu loa này cực kỳ mới, với thiết kế hệ thống loa 3 đường tiếng với 5 củ loa, bao gồm là một củ loa bass 25 cm, kèm theo đó là 2 củ loa trung 10 cm và 2 củ loa chép Dynadimium nha các bạn. Và tổng công suất của loa sẽ lên tới 200W và tối đa sẽ được 800W. Ok các bạn, thì bây giờ chúng ta sẽ đi về phía mặt sau của sản phẩm nha. Về phía mặt sau của sản phẩm thì chúng ta sẽ có một cổng nguồn, kèm theo đó là bảng mạch cũng như thông số kỹ thuật của sản phẩm, model sản phẩm này, cũng như là điện nguồn sẽ là xài từ 100 tới 240V luôn nha các bạn nha. Kèm theo đó chúng ta sẽ có các cổng như là line in cũng như line out 3.5 và micro và guitar bằng đường 6 ly. Cổng USB để chúng ta nghe nhạc MP3 và cũng như là để livestream nha các bạn. Kèm theo đó chúng ta sẽ có một cổng quang học để mình có thể kết nối từ những nguồn như là TV, box. Ở phía bên cạnh chúng ta sẽ có một cái logo series cũng như là tem sản phẩm nha các bạn. Về cấu tạo của loa mình đã được chia sẻ rồi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm chất lượng của một sản phẩm này nhé. Nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không? Chân trời kia mở trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi xa lạnh. Tìm về đâu ngày xưa, loay hoay trong nỗi bơ vơ. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng để buông vai về. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn những thương mơ hồ. Và trong cơn mộng kia, yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mưa bão giông, dù đời chờ là đôi xa xa, dù tình chỉ là mong manh, mơ môi còn nắm ngắn chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bao giờ, để được đặt kế bên em. Mưa sẽ tối dần, con đường xưa cũ
Và vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu cũng như là trải nghiệm chất lượng thành một sản phẩm Atmos CS3006. Và với mức giá hiện tại mà HD đang được phân phối là 7.490.000 đồng. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm, có thể truy cập vào website hdradio.vn hoặc liên hệ đến số hotline 1800-0042 để được nhân viên tư vấn hỗ trợ cũng như là tư vấn về sản phẩm này nhé. Và nếu các bạn thấy thích, hãy cho mình xin like và một subscribe kênh để có thể làm được giúp mình có thể làm được nhiều video khác. Cảm ơn bạn đã theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.